chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của xoáy thấp phát triển trên các tầng cao, nên khu vực các tỉnh Bắc Bộ trong đêm qua đến sáng nay mưa vẫn còn duy trì. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, trọng tâm mưa sẽ dịch chuyển sang khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc. Do có mưa liên tiếp những ngày gần đây, nên người dân cần lưu ý nước trên hệ thống sông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn đang tiếp tục dâng cao, đỉnh lũ lên mức báo động 2, báo động 3, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất đá và lũ quét trên khu vực ven sông suối hay là khu vực vùng núi cao vô cùng nguy hiểm, nên người dân cần hết sức đề cao cảnh giác. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ bắt đầu mưa giảm dần. Vì vậy, sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông cũng như hoạt động buôn bán của người dân. Do có mưa nên nhiệt độ tại khu vực duy trì ở ngưỡng thấp, phổ biến chỉ từ 25 đến 29 độ. Về đêm, nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Tại các tỉnh thành Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Nghệ An, Hà Tĩnh, hai ngày vừa qua do cũng chịu ảnh hưởng của xoáy thấp gây mưa, nên khu vực duy trì mưa, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tuy nhiên, sang đến ngày hôm nay, khi xoáy thấp dịch chuyển dần lên phía Bắc thì mưa tại đây cũng thuyên giảm, số điểm mưa to đến rất to vì thế cũng chấm dứt. Dẫu vậy, người dân các tỉnh này cũng cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá khu vực ven sông suối do nước từ thượng nguồn đổ về. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này phổ biến từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh còn lại của miền Trung thời tiết ít có sự biến động. Ban ngày trời nắng, mưa dông cũng chỉ xảy ra cục bộ vào thời điểm cuối ngày nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay duy trì trong ngưỡng từ 32 đến 35 độ. Đến với cực Nam của Tổ quốc, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ giảm dần, vì vậy những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện ít hơn trên khu vực. Dự báo mưa dông thường xảy ra vào thời điểm chiều tối và tối, tuy nhiên lượng không nhiều và sẽ kết thúc nhanh. Ban ngày sẽ là trạng thái có nắng, cùng với đó thì nền nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, sang đến ngày hôm nay khi vùng thấp gây mưa dịch chuyển dần lên phía Bắc thì mưa tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ giảm dần. Dự báo nhiệt độ hôm nay tại thủ đô vẫn duy trì ở ngưỡng cao mát mẻ, cao nhất ngày cũng chỉ quanh ngưỡng từ 30 đến 31 độ. Đến với thành phố Hải Phòng, nằm ở khu vực ven biển Đông Bắc nên trong ngày hôm nay khu vực gần như không chịu ảnh hưởng của xoáy thấp gây mưa nữa, nên mưa cũng giảm hẳn trên thành phố. Tuy nhiên, vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa bất chợt trong ngày. Dẫu vậy, lượng mưa được nhận định là không nhiều. Dự báo nhiệt độ hôm nay tại thành phố sẽ tăng nhẹ thêm từ 1 đến 2 độ, về đêm sẽ duy trì ở mức từ 25 đến 26 độ và cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng 30 độ. Đến với thành phố Đà Nẵng, thời tiết hôm nay không có nhiều thay đổi so với 24 giờ trước đó. Ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 34 đến 35 độ, cảm giác khá nóng. Tuy nhiên, về chiều, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống ngưỡng dễ chịu, chỉ từ 29 đến 32 độ. Do gió từ ngoài biển thổi vào sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch cũng như nghỉ dưỡng của du khách khi đến nơi đây. Cao nguyên Đà Lạt sẽ là địa điểm du lịch khá thu hút những du khách miền Nam muốn cảm nhận tiết trời se se lạnh về đêm vì nhiệt độ lúc này chỉ dao động trong ngưỡng từ 17 đến 19 độ. Cùng với đó là trạng thái nhiều mây vào thời điểm sáng sớm, nhưng sau 10 giờ trưa khi mây giảm bớt, nắng nhẹ xuất hiện, lúc này nhiệt độ sẽ tăng lên và dao động ở ngưỡng từ 24 đến 25 độ. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam tầng thấp vẫn là tác nhân chính gây mưa cho các tỉnh Nam Bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Tuy nhiên, do cường độ gió đang giảm dần nên mưa sẽ lui vào thời điểm cuối ngày. Vì vậy, những vật dụng che mưa cần thiết là không thể thiếu khi quý vị ra khỏi nhà vào thời điểm này. Còn ban ngày thì tại nơi đây sẽ là trạng thái có nắng kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ làm tăng cảm giác oi nóng, với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Điểm dừng chân cuối là tại thành phố Cần Thơ, cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh thành miền Nam, nên trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ có phần tăng nhẹ. Ban ngày thời tiết sẽ thuận lợi cho các hoạt động trên sông nước của người dân, đặc biệt là các hoạt động tham quan của du khách. Dự báo nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Càng về chiều tối và đêm, nền nhiệt sẽ giảm dần với mức nhiệt thấp nhất ở khoảng 25 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.